chúng tôi đang khao khát, đang mong muốn được sự hỗ trợ của các cái cơ sở chế tạo được ra những cái thiết bị mà có cái nguồn sáng, có những cái bước sóng ánh sáng, cũng như là có cái thiết bị đảm bảo được cái độ rọi ánh sáng mà theo như mình mong muốn để nghiên cứu. Thì may rất vô cùng may mắn là chúng tôi được gặp công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, và được gặp đồng chí tổng giám đốc là đồng chí Nguyễn Đoàn Thăng, lại rất say mê con đường này. Các đồng chí đang đi theo một cái hướng là chế tạo ra bóng đèn chiếu sáng để phục vụ nông nghiệp công nghệ cao. Thế là bao nhiêu những cái ý tưởng khoa học, bao nhiêu cái mong mỏi của chúng tôi nó được giải thoát. Bây giờ đã có nhà chế tạo. Bây giờ mình đặt hàng bóng bước sóng bao nhiêu, rồi thì giá đèn, rồi trao đèn lắp đặt như thế nào, thì đã được doanh nghiệp hết sức là hỗ trợ. Vì thế mà nói, chúng tôi hiện nay đang triển khai những nghiên cứu rất có ý nghĩa. Chúng tôi đang làm tìm ra những ánh sáng, tìm ra những cái thiết bị để sử dụng trong cái việc chiếu sáng điều khiển cho phòng nuôi cây mô. Chúng tôi đang nghiên cứu các hệ thống bóng đèn thích hợp để điều khiển sự ra hoa của cây cúc, sự điều khiển ra hoa của cây thanh long và còn nhiều cây tương tự khác.